Vâng, ta đến với trận chung kết của trận đấu thứ hai nào. Mọi thứ đang rất căng. Hit nó lại chuẩn có chết tôi không. Vâng, xin cảm ơn bạn Văn Tiến QTV. Bạn đã vừa nhắc cho tôi cái tên bài hát của ông Hoàng Phúc, đó chính là cái gì đấy, gánh con gánh cả cuộc đời. Trần Văn Gánh. Vâng, Trần Văn Gánh. Chúng ta cùng xem nào. Chung kết 2C hay là mỗi bên 1C nào. Từ hòa cho đến thắng đấy. Mark C. Bên kia là Mark Gage, bên mình là Mark và Egypt. Úi giời ơi. Ưng lắm. Ưng lắm. Vâng, tôi cảm thấy ưng Hoàng Phúc. Vừa nhắc đến gánh con gánh cả cuộc đời xong. Vâng, Quân thì được đánh giá là dễ đánh hơn rồi. Bây giờ chỉ còn có đánh thôi. Ai cầm ấy? Van Lớp cầm Greg và BB cầm Mark C. Nói chung là không phải là không còn cửa, nhưng mà là dễ đánh và dễ khai triển chiến thuật hơn dành cho các game thủ bên phía của team GameTV. Và ngày hôm nay con Seng cầm tịt. Vâng, ta cùng xem những bước dò tới từ bài Egypt này. Truyền thuyết về gỗ đầu xà nó vẫn đang rất đúng. Vâng, đúng là truyền thuyết trong truyền thuyết nó có thật đấy. Vâng, chỉ là một voi cô đơn. Hai voi ớt được. Không không. Ok, được. Được. Ok. Sao ấy nhỉ? Vẫn được này, ok. Sao cứ đi đến đâu nó lại cứ đi Trần Văn Được đến đấy. Vâng, ổn rồi đấy. Tôi thấy hòm hòm rồi đấy, dành cho sẻ. Còn xem cái bài Mark C của Chip Boy nào. Mark C sát mép tường. Úi giời, như vậy là Mark C đối đầu với Greg. Mark C Greg cánh này. Quả đôi dành cho Van Lớp và Hiêu nhoe nhoét ở bên cánh bên kia. Tôi vừa thấy một tên. Vâng, tôi vừa thấy một tên đi phá Hiêu tới từ game chủ Hello Chip Boy. Có đúng là phá Hiêu không đấy? Vâng. Tôi đã phải bỏ tai nghe ra để hỏi lại có đúng là phá Hiêu không. Vâng, sinh nhật anh Lớp mà mày sang mày phá Hiêu của anh Lớp. Tôi nói thật là mấy cái thằng 996 này nó ăn ở không ra một cái gì cả. Vâng, sinh nhật anh Lớp và nó sang nó làm cho vâng toét toét cái bãi hiệu đầu của Vê Lớp. Nhưng Vê Lớp bãi quả đôi thì Chip Boy cũng là bãi quả 1.5, rất gần nhau. Nói chung là tìm lấy quả đồ ăn của hai bên thì bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem sao. Chip Boy làm được hai voi về. Mark C đối đầu với sẻ đấy nhá, đó là BB. Còn Chip Boy thì sẽ đánh như thế nào chúng ta cùng chờ xem. Hai voi một hiệu năm về, cố gắng lùa bảy hiệu về vì đây là top 1. Vâng, tôi không lùa được rồi. Nhưng mà tôi nói chung là tôi biết là các ông sẽ lùa về được. Còn đây là màn hình máy của sẻ. Ưng thì vẫn ưng từ đầu rồi. Vâng, nhưng mà việc quan trọng là cơ cấu. Và quan trọng là Mark C về phía đối phương BB là bài giàu hay bài nghèo. Lên đời ra làm sao. Vâng, quan trọng là phải xem timeline để đọc được cái chiến thuật. Vâng, xem timeline đọc được cái chiến thuật. Đọc được là người ta đánh cái gì, người ta y thủ cái gì để còn đưa ra bên mình. AOE chỉ đơn giản là cái trò chơi bắt bài lẫn nhau và hiểu lẫn nhau. Các cái thủ đánh nhau quá nhiều thì cũng bắt bài lẫn nhau được tương đối. Vâng, 26 phù tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, quê của người ta gọi đây là dân, quê mình gọi là phu. Vâng, có nhiều khu vực thì gọi đây là con chó dân. Vâng, không hiểu lắm. Quay trở lại với game thủ Hello Chip Boy.
Vâng, quê mình nhiều khi là vẫn cứ đánh phù bình thường khi cầm Egypt. Phù cả ông Mark và chơi cả ông Greg luôn. Vâng. Một khi tôi đã máu rồi thì thế nào tôi cũng nhảy được hết. Quan trọng là nhạc gì thôi. Nghe nói bài bên kia cũng được. Vâng, dạo này anh Trần Văn Được hoạt động khá ghê. Đây là BL. Còn đây, sao ông kín mít luôn em? Vâng, kín luôn vào cái bãi gỗ, phải là đỡ mất một cái e không? Thôi được rồi, đằng nào thì cũng phải đóng thôi. Thôi mình đóng cái e vào vậy. Cắt dân ra để ăn vàng. Chip boy đang muốn cơ cấu nó khom khom vào cái khu vực này. Chim sẻ đánh L ư? Vâng, chim sẻ đánh L. Hay. Vâng, nhiều bạn, vâng, có lẽ kín, chip boy vừa bảo là kín thì sẽ tắc gỗ. Nói chung là các game thủ top 1 này người ta có những cái nhìn nó gọi là thấu đáo lắm. Quá chắc chảy cho cái trận chung kết của C2. Liệu là món quà thứ hai dành cho anh lớp hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Những diễn biến nó sẽ nhanh thôi. Những diễn biến nó sẽ nhanh thôi. 3 giờ ăn vàng dành cho sẻ thôi. Xác định chỉ đánh 1L và nâng bánh xe. 1L nâng bánh xe dành cho sẻ. Còn đây là chip boy. Gặp rồi, biết là gặp ông này rồi. Nhưng mà đây là lối đánh ôm bom. Không phải là Y mà nó là T. 2L và 1A. Chip boy đang đánh kiểu, vâng, kiểu này là kiểu, vâng, tôi chưa biết dùng từ gì. Dạo này hơi bí vốn từ. Cái hệ này không biết là cái hệ gì đây. Siêu cục xúc. Người ta gọi là siêu cục xúc. Vâng, chip boy thì nó không nhớ ngày và cũng không nhớ tháng. Nên là cái câu chuyện là sinh nhật anh lớp hay là sinh nhật ai thì nó không quan trọng cho lắm. 2L vắt đều và có hai con T được sinh ra rồi. Bên lớp cũng là 2L vắt đều. Bắn vào bãi vàng. Ý giời ơi, thằng này nó thâm. Nó rất thâm. Kìa. Rồi, rồi, rồi. BM, rồi, ơ kìa, không phải là rồi. Mà, ôi, vẫn kịp, được rồi. Thôi được rồi, mất 2 dân. Được rồi, turn này mất 2 dân. Có bánh xe dành cho game thủ về lớp. Về lớp đang 2L vắt cực đều. Không phải là đơn giản dành cho lớp. Thực sự là lớp không đơn giản. 2L vắt siêu đều dành cho lớp. Và nông dân có bánh xe luôn này. Để ý nhá, nông dân là có bánh xe luôn đấy. Khỏe thế à rồi. Vâng, bên lớp đi tập thể hình à. Rồi, hay. 96 là phải làm được như vậy. Những game thủ trẻ là phải chơi được kiểu đó. Để tạo ra những cái tình huống giữ dân siêu hay. Điều rất cần thiết dành cho những game thủ trẻ. Còn cánh bên kia thì sao? Tôi nghĩ là cánh bên kia thì cái câu chuyện giải quyết được nhau nhanh nó cũng không thể nhanh được đâu. Vì Mark C, vâng, nó còn lì lợm lắm. Như vậy là có Y không? Quan trọng là có Y không? Sẻ đang có cung R để bắn bo nhỏ tới từ người cầm Mark C và dân thì đã có bánh xe rồi. Như vậy hình như cũng là 2L ư? Một tẹo gỗ dành cho chip boy để bo nhà nào. Đây là chip boy. Diễn biến trận đấu đang bắt đầu được đẩy lên cao trào hơn. Chip boy chết 3 dân ở khu vực ruộng. Lực của anh chỉ còn là bãi ăn hoang thôi. Bãi gỗ của bên lớp vẫn còn và đây là bãi ăn hoang tới từ lớp. Luôn nhớ đây là chém Mark C. Mà chém Mark C mà nó dồn nhá. Miễn bàn. Tham 23 tới từ game thủ Hello Chip Boy. Vàng là rất nhiều nhưng cũng không để làm gì. Còn đây là sẻ. Tham 29. Sẻ đối đầu với Bi trong kèo Mark C và Egypt cánh bên này. Sẻ vẫn đang ổn. Thân hình hoàn toàn bình thường. Bãi gỗ của sẻ chưa bo. Và anh đang cắm cờ để cho nó đi một cách hoàn hảo hơn. Vâng, sẻ đánh lom dom oan tà vằn. Nhưng mà là hay. Còn đây là dân của Mark C không có bánh sẻ. Rồi, giữ được dân của mình ở bãi gỗ. Và ăn được dân của đối phương. Và lợi thế sẽ càng ngày càng lớn dành cho game thủ chim sẻ trong cuộc đối đầu với BB. Vâng, cần phải làm được điều như vậy. Tham Lai 33 thì tôi không nghĩ là BB có thể to hơn được sẻ ở thời điểm này. Tham Lai B có lẽ là 2x. Có lẽ là 2x nhưng BB đang cố gắng sóc chém rất đều. Còn đây là Chip Boy. Thở được không? Không thở nổi. Nhưng đang cố gắng ôm bom ngược lại game thủ van lớp. Rồi, một chiếc BE nữa để có thể sửa. Cố gắng ôm bom ngược lại về lớp đi. Còn sẻ cánh bên kia sẽ giải quyết BB. Nếu BB không có Y.
BB đang sóc trâu 2L chơi lại với sẻ lạc đà kẹp cung R kẹp cả sóc đơn. Tham Lai vẫn đang giữ 3-3 dành cho game thủ chim sẻ. 4 cái ruộng ấm không bị phát điện, nó là điểm nhấn. Nó chính là điểm nhấn trong trận thi đấu này. Tiếp tục bơm gỗ để sửa nhà và giữ dân dành cho game thủ Hello Chip Boy. Đây là trận chung kết, Tham Lai là 11. Cố gắng chơi nào, cố gắng ôm bom và ăn lại về lớp đi. Tham Lai còn có 10, mất vàng nữa rồi. Tiếp tục chơi ở bãi An Hoàng này. Còn đây là game thủ chim sẻ. Sẻ chuyển sang chế độ cân đôi. Bắt buộc phải cân đôi nếu không thua, nhưng Bi đang chắc nhà. Bi đang chắc nhà. Cố gắng ăn dần tới từ đối phương. Một pha BB lấy chém đấu lạc đà. Tôi không nghĩ đây là quyết định đúng. Tôi không nghĩ, vâng, Tham Lai đệ gãy rồi. Tôi không nghĩ đó là quyết định đúng dành cho Bi. Và ngay cả lớp thì cũng không to hơn được game thủ Chip Boy là bao nhiêu. Tham Lai 35 tới từ sẻ và nó bằng 3 nhà cộng lại. 3 nhà bên trên cái bản đồ này cộng lại mới bằng game thủ chim sẻ. Và tỷ số là 3-2 dành cho team Game TV 2C. Và nó là món quà dành cho game thủ về lớp nhân ngày sinh nhật buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng các game thủ bên phía team Game TV với sự khởi đầu quá hoàn hảo này. Rồi, ui trời ơi, rồi ơi, Chip Boy tham 10 nhưng BB còn fit luôn. Thank you.